Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì chưa đăng ký cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Chessland. Để tham gia kèo vào đó, mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đó mình sẽ làm các nhiệm vụ trên Terra một cầu nhé. Ở đây mọi người sẽ bấm Start, sau đó mọi người nhập bằng Captcha cho mình nhé. Z5FC. Rồi, sau đấy mọi người bấm Continue cho mình. Ok, tiếp theo bấm join vào kênh group và kênh channel Telegram. Nhiệm vụ đầu tiên ở đây bấm join này. Ok, đã join đúng không ạ? Rồi, quay trở lại join vào kênh channel tiếp tục. Ở đây bấm join cho mình. Ok, sau đó quay trở lại. Bấm vào Summit Desta cho mình. Rồi, ở đây mọi người join rồi thì mà bấm Don. Rồi, tiếp theo follow Twitter và like và retweet là Twitter cho mình nhé. Ở đây mọi người sẽ follow kênh Twitter cho mình này. Bấm theo dõi Twitter. Rồi, kéo xuống dưới này. Mọi retweet lại bài đăng. Ở đây bấm thích này. Sau đây bấm vào đây ba gạch này. Thích dẫn tweet, mọi người retweet, tag 3 người bạn cho mình nhé. Rồi, sau đây bấm vào tweet lại. Ok, quay trở lại Telegram. Ở đây mọi người copy profile link kênh Twitter của mọi người nhé, sau đấy gửi vào đây. Sau đây bấm gửi này. Rồi, tiếp theo follow kênh Medium, sau đấy copy profiling kênh Medium cho mình. Ở đây mình bấm theo dõi kênh Medium này. Bấm follow. Ok, sau khi follow rồi bấm vào ba gạch cho mình. Mạng mình nó yếu nên mọi người thông cảm nhé. Nói chung bấm ba gạch nhé. Sau đấy mọi người sẽ bấm vào cái username của mọi người. Sau đấy bấm phần ba gạch tiếp tục. Mọi người bấm vào chữ copy link cho mọi người nhé. Sau đấy mọi người gửi profile link kênh Medium vào đây cho mình. Sau đấy mọi người gửi vào cho mình. Tiếp theo là ở đây mọi người join vào kênh liên kết cho mình nhé. Ở đây mình đã join rồi, mình sẽ bấm Don. Rồi, Twitter ở đây mọi người đã join chưa? Thì mình đã join rồi, thì mình sẽ bấm mình mở lên xem nào. Mọi người mở kênh liên kết lên. Mọi người follow cho mình. Đấy, sau đó kéo xuống này. Mọi người like này. Thả tim này. Sau đây retweet lại kênh liên kết. Ok, quay trở lại. Bấm Z. Ok. Tiếp theo là subscribe kênh YouTube và chia sẻ video, mọi người sẽ mở lên. Sau đây copy username kênh YouTube của mọi người gửi vào đây nhé. Ở đây mọi người sẽ bấm follow này, sẽ bấm vào video. Tiếp theo bấm vào phần video dự án, đến dự tìm đến dự án đâu ta. Không thấy dự án đâu mọi người. Ok, nếu như mà không thấy dự án thì thôi mọi người nhé. Mọi người sẽ bỏ qua cái việc mà chia sẻ video nhé.
Đấy, mọi người tìm, nếu như thấy dự án thì mọi người sẽ chia sẻ, còn nếu như không có thì mọi người sẽ bỏ qua bỏ qua cái video. Để mình xem tìm lại tí nữa. Rồi không có nhá. Rồi bây giờ quay trở lại này. Mọi người quay trở lại kênh của mọi người. Bấm vào avatar này, sau đây bấm vào chữ chia sẻ này. Đây mà copy cái link. Đây, copy sao chép đường link liên kết này. Sau đây gửi gửi username dán này. Mọi người sẽ gửi profile link kênh YouTube của mọi người vào đây. Ok, địa chỉ ví mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví PC ở ví Trust Wallet hoặc MetaMask cho mình nhé. Mọi người sẽ vào ví MetaMask này hoặc là ví Trust Wallet. Mọi người copy địa chỉ ví ETH này hoặc là địa chỉ ví PC. Sau đây bấm sao chép cho mình. Gửi địa chỉ ví vào đây. Ok. Sau khi gửi địa chỉ ví thì mọi người sẽ có link red, mọi người chia sẻ bạn bè người thân để kiếm thêm token nhé. Bấm static, mọi người check suzu. Dự án này là một dự án random, sẽ có 1.000 người may mắn sẽ nhận được token mọi người nhé. Cho nên anh em tham gia thì sau này nếu như không nhận được token thì cũng không được buồn nhé. Ok, đây mọi người sẽ nhận được là 1.420 token CRS nhé. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.